Burn-in, hay còn gọi là screen burn, là thuật ngữ bắt nguồn từ công nghệ màn hình CRT trước đây để mô tả hiện tượng lưu ảnh, cháy màn hình, bóng mờ, ảnh ma trên màn hình điện thoại thông minh, mặc dù hình ảnh gốc đã biến mất từ lâu. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc và màu sắc của màn hình theo thời gian và giảm trải nghiệm xem của người dùng. Cháy màn hình thường xuất hiện trên màn hình sử dụng tấm nền AMOLED hoặc OLED đời cũ và ít phổ biến hơn trên các điện thoại thông minh mới hơn. Hiện tượng này xảy ra khi người dùng để một hình ảnh cố định trên màn hình quá lâu, làm cho các pixel gặp vấn đề khi chuyển sang màu khác. Điều này thường diễn ra nhiều hơn với các hình ảnh có màu sắc đậm, đặc biệt là màu xanh lam, và khi người dùng để cài đặt màn hình quá sáng. Cháy màn hình có thể gây ảnh hưởng vĩnh viễn và thường được coi là một lỗi phần cứng chứ không phải là vấn đề của phần mềm đồ họa hoặc trình điều khiển. Tấm nền AMOLED hoặc OLED được sử dụng để hiển thị hình ảnh với độ sắc nét và tương phản cao, thường được áp dụng trên các điện thoại cao cấp như Samsung Galaxy S23 và iPhone 14 Pro Max. Một người dùng trên diễn đàn Reddit có tên là Nick Barmet đã chia sẻ hình ảnh của chiếc iPhone 14 Pro Max của họ bị lỗi burn-in chỉ sau một tháng sử dụng. Điều này cho thấy nguy cơ cháy màn hình vẫn có thể xảy ra trên các thiết bị mới và đắt tiền. Để khắc phục và tránh tình trạng cháy màn hình, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp như tắt thiết bị trong thời gian ngắn để các pixel được phục hồi, giảm độ sáng màn hình và sử dụng chế độ bảo vệ màn hình khi không sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp nghiêm trọng, việc sửa chữa có thể là cần thiết. Burn-in, hay còn gọi là screen burn, là thuật ngữ bắt nguồn từ công nghệ màn hình CRT trước đây để mô tả hiện tượng lưu ảnh, cháy màn hình, bóng mờ, ảnh ma trên màn hình điện thoại thông minh, mặc dù hình ảnh gốc đã biến mất từ lâu. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc và màu sắc của màn hình theo thời gian và giảm trải nghiệm xem của người dùng. Cháy màn hình thường xuất hiện trên màn hình sử dụng tấm nền AMOLED hoặc OLED đời cũ và ít phổ biến hơn trên các điện thoại thông minh mới hơn. Hiện tượng này xảy ra khi người dùng để một hình ảnh cố định trên màn hình quá lâu, làm cho các pixel gặp vấn đề khi chuyển sang màu khác. Điều này thường diễn ra nhiều hơn với các hình ảnh có màu sắc đậm, đặc biệt là màu xanh lam, và khi người dùng để cài đặt màn hình quá sáng. Cháy màn hình có thể gây ảnh hưởng vĩnh viễn và thường được coi là một lỗi phần cứng chứ không phải là vấn đề của phần mềm đồ họa hoặc trình điều khiển. Tấm nền AMOLED hoặc OLED được sử dụng để hiển thị hình ảnh với độ sắc nét và tương phản cao, thường được áp dụng trên các điện thoại cao cấp như Samsung Galaxy S23 và iPhone 14 Pro Max. Một người dùng trên diễn đàn Reddit có tên là Nick Barmet đã chia sẻ hình ảnh của chiếc iPhone 14 Pro Max của họ bị lỗi burn-in chỉ sau một tháng sử dụng. Điều này cho thấy nguy cơ cháy màn hình vẫn có thể xảy ra trên các thiết bị mới và đắt tiền. Để khắc phục và tránh tình trạng cháy màn hình, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp như tắt thiết bị trong thời gian ngắn để các pixel được phục hồi, giảm độ sáng màn hình và sử dụng chế độ bảo vệ màn hình khi không sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp nghiêm trọng, việc sửa chữa có thể là cần thiết.